Kính chào quý vị và các bạn. Dịp đầu năm, thời tiết nhiều vùng biển thì vẫn chưa tốt lên. Cụ thể, tại khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, trong hôm nay gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4m50. Xuống khu vực phía Tây của giữa và Nam Biển Đông bao gồm phía Tây của huyện đảo Trường Sa và vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi xuống đến Bình Thuận. Hôm nay trời vừa mưa dông, vừa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Theo Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, trong tháng 1 này, nếu bà con hành nghề lưới vây ở những ngư trường này thì có thể khai thác với sản lượng là từ 100 đến 1.000 kg trên một mẻ lưới. Còn ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang thì sẽ có những ô màu đỏ cho năng suất cao trên 1.000 kg một mẻ lưới. Và thời tiết vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang thì hiện đang khá tốt. Dự báo hôm nay, khu vực này trời có nắng và tầm nhìn xa trên 10 km. Gió khoảng cấp 4, độ cao sóng là từ 0,50 đến 1,50, biển êm. Với dự báo này thì hy vọng bà con sẽ lên kế hoạch khai thác hợp lý để vừa thu được năng suất cao lại vừa an toàn. Với vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, trong hôm nay thì gió khoảng cấp 5 nhưng sóng vẫn cao từ 2 đến 4,50, trời ít mưa và tầm nhìn xa trên 10 km. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các diễn biến thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.